Dạ chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Lee Sivo. Hôm giờ lâu quá ha anh chị ha. Bữa giờ bệnh quá, trời ơi, không có quay được xe cho anh chị. Bữa giờ là về nhiều xe ken mà xe khủng nữa, mà bị nhốt ở trên lầu anh chị, không có quay được. Nay mới hết bệnh mới xuống quay cho anh chị đây. Quay liền cho anh chị một chiếc xe ken liền luôn. Chứ còn đó, Sun Tiger 105. Em này đặc biệt lắm, em sẽ giới thiệu chi tiết cho mình, với lại em tiết lộ cho anh chị nó đặc biệt ở chỗ nào nha. Rồi thì về đầu tiên này, màu xanh Tiger ha. Xanh này thì mình rất là ít gặp nhé mọi người, rất ít gặp, tại vì cái mẫu mã nó ra, cái số lượng nó ra rất là ít, thành ra mình rất là ít gặp. Đây thì dành cho thanh niên đi nhiều, chứ còn những anh chị mà hơi đứng tuổi thì ít đi cái màu này, thường thường sẽ đi màu trắng nhiều hơn. Nhưng mà em xanh Tiger này nè anh chị, đa phần á, cái màu xanh này là em lấy về chiếc nào là chiếc đó đều là nước sơn zin hết mọi người. Đây dàn áo nước sơn zin hết, hơi bụi một tí để anh quẹt nó mới ok mọi người. Dàn áo nước sơn zin hết, đẹp cực kỳ. Đây được dán keo luôn rồi nha anh chị, dán keo bảo vệ chứ nó bị chảy cái nước sơn zin đi đó. Nước sơn zin đẹp cực kỳ của màu xanh Tiger luôn. Hầu như là em mua chiếc nào xanh Tiger nào về là chiếc đó đều là còn nước sơn zin mà đi kỹ lắm. Hey, mọi người coi cái mí nè, nó mỏng như lá lúa vậy mọi người. Dán keo thì thành ra anh chị hơi khó nhìn một tí xíu đó. Nhưng mà xe này thì em đảm bảo cho mọi người là xin nguyên chiếc luôn nha. Dàn áo nước sơn zin nè. Và cái đặc biệt mà nãy em nói với anh chị á, là cái xe này nó mới chạy đúng mười mấy ngàn cây thôi mọi người. Mọi người không nghe lầm đâu, chỉ đúng mười mấy ngàn cây thôi. Thì những cái xe như thế này á, lâu lâu em mới về được một hai chiếc nha anh chị. Có thể là một năm mình mới mua được một hai chiếc mà nó chỉ mới chạy có 5.000, 6.000 hoặc là mười mấy ngàn cây thôi. Đó, nguyên cái con xe này em đảm bảo cho mọi người chỉ đúng là đúng 10.000 cây. Đúng 10.000 cây nhé mọi người. Đó, lâu lâu mình mới được chiếc hai chiếc như thế này chứ không phải là mình được hoài đâu. Nên thành ra anh chị nào mà chơi xe ken, bổng, chiếc xe zin đẹp mà không cần bàn về giá thì có thể tham khảo qua em 105 này nhé mọi người. Áo yết rồi là em dán keo hết nguyên chiếc rồi, không có một vết trầy xước nào trên cái con xe này hết ha. Đó, cái thứ hai là đèn vọng cũng vậy, đẹp tuyệt vời nè mọi người. Coi nè, đèn nè, chưa đắm bóng nè, cái chiếc xe chạy đúng mười mấy ngàn cây, những cái tem rồi những cái thông số trên ấy là nó còn đầy đủ hết. Đèn rồi không có bể liền lạc hết mọi người. Ngay cả cái bóng đèn xi nhan nó cũng đẹp nữa. Đó là phần trên của xe, xuống phần dưới mâm phuộc dĩa chưa sơn lại luôn nhé mọi người, chưa dặm luôn, cái phuộc nó hơi bị nổ bong ở đây mọi người. Đúng 10.000 cây luôn, cây cốt zin của nó luôn nè. Thì nó cũng một phần như thế này, anh chị nghe cái xe 10.000 cây đảm bảo cái xe đúng 10.000 cây thì anh chị biết vậy thôi. Chứ những cái phần này á, anh chị là khách hàng mình khó nhìn ra được lắm, mình không có nhìn ra được cái xe chạy 10.000 cây, 15.000 cây hay là 20.000 cây. Tại vì tụi em là bên thợ, tụi em mới mua bán nó nhiều năm rồi, tụi em nhìn cái xe nó quen rồi mọi người. Những cái xe nó chạy 20.000 cây hay là 10.000 cây là em nhìn nó hàng ngày, thành ra mình mới biết được. Chứ còn bây giờ em giới thiệu cho mọi người thì mọi người chỉ nghe cái xe này nó chạy đúng 10.000 cây thôi, nhưng mà ai đảm bảo? Thì khi mà anh chị đi coi cái con xe mà 105 này của em á, anh chị có thể dắt theo những cái người thợ lâu năm trong nghề nhé mọi người. Thợ lâu năm trong nghề thì họ sẽ nhìn những cái con xe này, họ biết được nó chạy bao nhiêu ngàn. Chứ còn anh chị là khách hàng, mình nhìn nhiều khi nó không có ra đâu, chỉ nghe em nói thôi. Nhưng mà em dám đảm bảo cho mọi người con xe này nó mới chỉ chạy có 10.000 cây thôi, đúng đồng hồ. Và em có căn cứ đàng hoàng để mà em dám nói cái con xe này của mình là xe ken, xe zin, xe chạy ít. Đó. Rồi thì đây là cái cặp vỏ theo xe còn đát đàng hoàng hết nè mọi người. Những cái xe này mình chạy nó ít đó, ít chạy, thành ra thì mình để cứ mình làm của, mà mình mua những cái xe này về mình làm của, mình dựng mình đi uống cà phê thôi, mình rất ít là ít đi. Thành ra là những cái cặp vỏ mà mình dựng lâu á, cái nó bị nứt hết nè, nứt hết nè mọi người. Nhưng mà nó đúng chất zin của xe luôn, đúng chất theo xe đàng hoàng. Đó, những cái xe này thợ mà lâu năm em nói thật, nhìn vô là ghiền ngay. Đẹp xuất sắc lắm mọi người. Đây. Về nắp chao thì sao? Chao vọng là chao chưa mở luôn nhé mọi người, chao xanh lè luôn.
Đó. Ngay 105 nhé mọi người. Mọi người xem trao nè. Không có bị rò rỉ nhớp hết nha mọi người, thấy không? Rất là sạch luôn. Trao là chưa mở, xanh lè gì hết như thế này. Đó. Xe này là chỉ dành cho những anh chị nào mà mê xe đẹp, mê xe ken thì không nên bỏ qua em này. Cái đấy là em chia sẻ chân thật luôn. Có thể tham khảo qua Gia Yên Zin 105 đầu là còn đời 2010, Gia Yên của đời 2010 nè anh chị. Gia Yên Zin theo xe luôn nha. Nói chung con xe này là nó zin nguyên chiếc hết. Nó không có lai một cái món đồ nào mà cũng chưa có làm gì vô cái con xe này hết. Đó. Hiếm lắm, hiếm lắm, thật sự rất là hiếm lắm. Mình mới kiếm được những cái con xe như thế này. Cảng nước sơn zin. Áo yết đèn. Đó. Đẹp xuất sắc cực kỳ. Đây 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 đây, cái đây mới quan trọng nè anh chị. Khi mình rọi vô anh chị thấy cái lốc không? Cái lốc này anh chị nhìn vô anh chị sẽ sợ. Cái lốc, anh chị nhìn cái lốc trắng nó quen rồi. Anh chị thấy nhìn vô mấy cái lốc này mà cứ nghĩ là lốc này mà đẹp cái gì, nhưng mà không phải mọi người. Cái lốc này nè, nó mà mới là cái lốc ăn tiền nè mọi người. Những cái phấn lốc zin của nó mình về mình không có chà rửa vô á, nó còn cái phấn này. Chứ còn những cái xe mà anh chị nó trắng rồi á là nó tẩy rồi, người ta chà rửa nhiều rồi nó trắng, anh chị nhìn nó sẽ đẹp. Nhưng đúng cái chất mà xe zin và đúng cái chất xe ken á thì đây mới là những cái lốc mà lấy tiền nè mọi người. Đây mới là những cái chất zin, những cái chất mộc mạc theo xe. Đó. Chứ còn mình nhìn vô những cái lốc như thế này mình đừng có sợ, mà mình phải vui. Phải vui vì là đây là những cái xe rất là ken và rất là ít chạy, ít chà rửa gì hết. Lốc nồi ở đây. Xe này thì lốc nồi chưa mở lần nào luôn nha. Cái này em đảm bảo luôn ha. Cái lốc nồi chưa mở luôn, lốc nồi nước sơn zin này chưa có đụng đậy vô hết. Đó. Mình cứ đi tham khảo, mình nhờ những anh em thợ quen này nọ đi coi giùm, nó sẽ chắc chắn hơn nhé mọi người. Còn những cái xe này thì anh chị là khách, mình nhìn không, nhiều khi mình nhìn mình không có chơi nhiều á, hoặc là mình không có tiếp xúc với nó hàng ngày, thành ra là mình rất là khó nhìn. Nhưng mà những anh thợ lâu năm, những anh thợ trong nghề, những anh thợ có tâm với nghề, những anh thợ này sẽ nhìn vô cái xe là sẽ biết ngay được cái xe ken hay là không. Rồi, điểm cuối cùng là chân phuộc. Phuộc là phuộc theo xe luôn. Chân phuộc mới chạy có 10.000 cây, nó còn 7 màu hết mọi người. Dĩa, mâm, phuộc, dĩa là còn tích từng tập là còn theo xe hết. Cái cổ bô chưa sơn. Trời đất ơi, cái màu bô chưa sơn này mọi người, nó đẹp xuất sắc chưa? Đó. Rồi, ốc tán, ốc treo máy, rồi ốc bơm, rồi bên ốc mâm lửa, ốc bơm. Xuất sắc cực kỳ mọi người. Đây, 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 những cái điểm như thế này, nhỏ như thế này thôi nè. Anh chị thấy không, nó theo cái năm tháng nó xuống màu, nó xuống màu vàng khè như thế này. Là những cái xe ít chạy, ít rửa thì nó sẽ bị vàng khè như thế này. Còn những cái xe mà mình thay rồi thì nó đẹp hơn. Nhưng mà đó, đây mới là những cái điểm mà ăn tiền, những cái điểm mà mộc mạc trên cái xe nó còn. Nó đúng cái giá trị cho xe. Rồi, thì cái máy mọi người yên tâm. Xe em bán, mọi người có thể dắt những anh em thợ tới kiểm tra coi thử rớt đầu chạy máy chưa, trước khi mà mình mua xe ở cửa hàng của em. Còn nếu mà anh chị đã tin tưởng em rồi thì có thể tới đây và mua xe, lấy về chạy sử dụng thôi. Máy móc em đảm bảo hết. Cứ rớt đầu chạy máy tới đây em trả cho mình đủ tiền ha. Rồi, em xin được báo giá em 105 này. Thì em bán với giá là 192 triệu nhé mọi người. 192 triệu, bớt cho mình tí đỉnh. Đó, xe ken, xe chạy đúng 10.000 cây. Nó có một cái giá trị khác so với những cái xe mà nó chỉ đẹp và vừa phải thôi. Những xe đẹp và vừa phải em chỉ bán nó tầm khoảng 160 mấy, 170 triệu là hết. Còn đây là những cái xe 105 nhưng mà xuất sắc, cực kỳ xuất sắc. Em bán 192 triệu. Anh chị nào quan tâm có thể alo cho em nhé mọi người. Rồi, đến đây thì xin kết thúc video clip mình tại đây. Và hẹn gặp anh chị ở clip sau của Lee Sibo. Anh chị nào ở gần có thể chạy tới cửa hàng, mình xem xe, mình chạy thử cái xe, mình trải nghiệm thực tế cái xe này nó như thế nào trước khi mà mình mua xe nhé mọi người. Địa chỉ của em là 829 Lê Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Số điện thoại thì 0966 442 411. Đó, anh chị nào quên thì em có để trên màn hình ha. Rồi, bye bye và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau của Lee Sibo. Máy êm lắm, nhưng mà tại vì để ở ngoài đường á, nó ồn, thành ra là cho anh chị nghe tiếng máy nhưng mà tạp âm nó cũng nhiều, nên thành ra thôi. Ở gần tới cứ tới Lee Sibo mà mình xem xe nhé mọi người.